Thông tin liên quan đến vụ án khai thác đất hiếm trái phép xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 6 đối tượng. 1. Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 2. Đặng Trần Trí, Giám đốc và Phạm Thị Hà, Kế toán Công ty Hợp Thành Phát, Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thị Hiền, Kế toán Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình điều tra bước đầu xác định, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.200 tấn quặng đất hiếm và gần 153.000 tấn quặng sắt, hưởng lợi bất chính khoảng 632 tỷ đồng. Ngoài ra, thì hai đối tượng còn thỏa thuận với Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế, giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại tạm tính cho nhà nước trên 7,5 tỷ đồng. Công an quận Hà Đông cho biết đang phối hợp với Công an thành phố Hà Nội điều tra vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại nhà riêng nằm trong khu văn quán phường Phúc La. Trước đó vào sáng ngày 20 tháng 10, cơ quan công an tiếp nhận trình báo của người dân về việc phát hiện thi thể người phụ nữ tại căn nhà khu liền kề giãn dân văn quán. Được biết ngôi nhà xảy ra vụ án cao 4 tầng gần ngã tư. Vào buổi sáng, con gái nạn nhân khi xuống đi học thì phát hiện thi thể mẹ. Được biết nạn nhân ở nhà với hai người con, chồng đi công tác. Nạn nhân đã bị tác động vào vùng đầu, mất nhiều máu, dẫn đến tử vong. Nghi ngờ đây là vụ trộm đột nhập vào nhà và khi bị chủ nhà phát hiện, đối tượng đã ra tay rồi tẩu thoát. Cơ quan chức năng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương đã vẽ dự án trên đất của người khác rồi bán lấy tiền tiêu xài. Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh, quê tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Minh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Phúc Anh, địa chỉ ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sau khi môi giới bán một thửa đất tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, mặc dù không phải là chủ đất, nhưng Minh đã tự ý phân thành 7 lô đất nhỏ và đưa thông tin gian dối công ty Phúc Anh là chủ sử dụng các lô đất để chào bán cho khách hàng. Vào ngày 22 tháng 3 năm 2021, Minh đã sử dụng pháp nhân công ty Phúc Anh ký hợp đồng chuyển nhượng một lô đất trên thửa đất nói trên cho người dân ở tỉnh Bình Dương với giá trị 900 triệu đồng. Sau đó, Minh đã chiếm đoạt số tiền trên của nạn nhân. Biết rõ khách không đủ điều kiện để xuất cảnh, nhưng Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ hợp thức hóa hồ sơ đưa người xuất cảnh sang Canada trái phép. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can với 4 đối tượng gồm Đào Thị Thảo, Trần Thị Yến Nhi, Lương Thị Huyền Trang và Trần Thị Nghĩa, đều là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Starlight có trụ sở tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do có liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Theo điều tra, vào khoảng tháng 3 năm 2023, hai người dân cùng chú quận Sơn Trà, Đà Nẵng có nhu cầu xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nên đã liên hệ với Phùng Ngọc Hưng, giám đốc công ty, để nhờ tư vấn, làm giúp hồ sơ xin cấp thị thực. Mặc dù biết hai người trên không đủ điều kiện xuất cảnh, nhưng Hưng vẫn chỉ đạo các nhân viên tiếp nhận, trực tiếp tổ chức làm hồ sơ xin cấp thị thực như chỉnh sửa giấy tờ cá nhân, hướng cho khách hàng đi du lịch để làm đẹp hộ chiếu. Được biết Hưng và nhóm nhân viên của mình hoạt động rất tinh vi với nhiều thủ đoạn nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Hiện 9 đối tượng đã bị triệu tập để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ án. Thưa quý vị và các bạn, vào đầu giờ chiều nay, 83 ngư dân, trong đó có 78 ngư dân trên 2 tàu cá gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa được cứu sống và thi thể của 2 thuyền viên đã được đưa vào bờ. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã làm các thủ tục bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân và tiếp nhận hỗ trợ ngư dân gặp nạn. Sau 5 ngày lênh đênh trên biển, thì 14 giờ ngày hôm nay, toàn bộ ngư dân được cứu sống và thi thể của 2 thuyền viên trên 2 tàu cá gặp nạn đã được tàu 467 Hải quân đưa vào cảng chi đội kiểm ngư số 3 tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Từ
khu vực cảng, toàn bộ ngư dân được đưa vào hội trường, nơi người thân của họ đã chờ sẵn từ rất sớm. Vỡ òa cảm xúc, nước mắt của những người mẹ, người vợ, những người thân, nước mắt của những ngư dân rắn rỏi may mắn lành lặn trở về từ trùng khơi, trở về từ lằn ranh sinh tử. Thoát chết gì thì cũng gặp đoàn đội vợ con, gia đình bà con sớm thì cũng rất mừng. Rất mừng, cũng chúc là thấy rất mừng. Cảm ơn các đồng chí thấy ảnh là thấy sức khỏe tôi bình thường, cảm ơn hết. Đất liền thì thấy là quá mừng đời chứ còn chi nữa. Thì không thời nữa là hoảng hốt rồi, muốn chết luôn. Đối với hai thi thể thuyền viên tại khu vực cảng, lực lượng chức năng đã làm thủ tục bàn giao cho người nhà nạn nhân để lo mai táng. Lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, các cơ quan ban ngành địa phương và quân chủng hải quân cũng đã tổ chức gặp mặt động viên, trao hỗ trợ cho các ngư dân gặp nạn với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục có sự quyên góp hỗ trợ cho gia đình có người thân gặp nạn và các ngư dân trong thời gian đến. Về lâu dài thì chúng tôi sẽ có những cái tập trung thêm giao cho ngành lao động thương binh xã hội, giao cho các ngành mặt trận tổ chức đoàn thể của huyện để rồi rà soát lại từng các cái thành viên của các cái ngư dân trên biển mà bị gặp tai nạn để rồi có cái hướng để tổ chức để làm sao mà để họ có những cái điều kiện tốt nhất trong cái thời gian sắp đến. Chúng ta phải có trách nhiệm lớn hơn nữa đối với ngư dân để cho ngư dân tiếp tục có cái điều kiện để vươn khơi bám biển, vừa làm ăn sinh sống, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hiện vẫn còn 13 ngư dân mất tích. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vẫn đang quyết tâm mở rộng khu vực tìm kiếm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo về việc giải danh bệnh viện Chợ Rẫy dụ dỗ nhiều cặp vợ chồng đến tư vấn thụ tinh ống nghiệm đón song thai rồng phượng với chi phí là 25 triệu đồng. Thanh tra Sở Y tế thành phố đã vào cuộc để làm rõ thông tin trên. Bước đầu kết quả điều tra ghi nhận, tuy quảng cáo là điều trị hiếm muộn mạo danh của bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng khi liên hệ tới số điện thoại trên trang Facebook này thì được hướng dẫn đến số 10 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ này là trụ sở của bệnh viện An Sinh. Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng chuyên gia thụ tinh ống nghiệm của Bệnh viện Từ Dũ tiến hành kiểm tra xác minh thông tin tại Bệnh viện Đa khoa An Sinh. Qua kiểm tra, bác sĩ xuất trình chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa phụ sản do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp năm 2020, có bằng chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành sản phụ khoa do Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và có chứng chỉ đào tạo hỗ trợ sinh sản, xét nghiệm tinh dịch đồ và các chứng chỉ chứng nhận khác. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng hai trang Facebook có nội dung mạo danh điều trị hiếm muộn bệnh viện Chợ Rẫy không phải do mình lập ra và phủ nhận không có việc vào những trang này để móc nối người bệnh đến bệnh viện An Sinh khám bệnh chữa bệnh hiếm muộn. Về việc này, thanh tra Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý có thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 3 lần lọc máu với hơn 48 giờ, nam bệnh nhân ngộ độc sau khi uống sữa đã đủ điều kiện để xuất viện. Đồng thời, các bác sĩ đánh giá chưa xác định được tác nhân gây ngộ độc đối với bệnh nhân này và dự đoán có thể có 5 độc chất có thể gây ngộ độc. Trước đó, như truyền hình Công an Nhân dân đưa tin, nam bệnh nhân 55 tuổi ở Tiền Giang được chuyển viện từ bệnh viện địa phương lên bệnh viện Chợ Rẫy sau khi uống sữa bột. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu cấp độ 3, suy hô hấp, thở máy, huyết độc không ổn định, mạch nhanh, nguy cơ tử vong cao. Khi được chuyển lên khoa bệnh nhiệt đới, bệnh nhân nhanh chóng được các bác sĩ tập trung tất cả khả năng tiến hành cho người bệnh thở máy lưu lượng cao, truyền dịch, ổn định huyết áp, lọc máu nhằm lấy một phần độc chất ra khỏi cơ thể. Với cái tình huống của bệnh nhân này thì sau khi mà đã được ý kiến chỉ đạo của tiến sĩ Hùng đó, thì chúng tôi đã tiến hành các cái biện pháp hồi sức tích cực cao cấp, đánh giá từng cái diễn biến một để xem cái phán đoán ban đầu của mình nó có phù hợp hay chưa, và nếu mà nó không phù hợp thì mình phải đưa ra những cái xử lý nào cho nó mang cái tính chất rất tính thời điểm và cấp thiết. Để xác định phương án điều trị, việc nhận định độc chất được các bác sĩ gấp rút tiến hành để có hướng can thiệp hiệu quả nhất. Cùng lúc này, bệnh viện nhận thông tin mẹ và em trai bệnh nhân cũng tử vong trước đó, nghi ngờ tiếp xúc với sữa bột mà bệnh nhân đã sử dụng. Ba người đều có sức khỏe bình thường trước sự cố. Điều này củng cố hơn suy đoán khả năng đây là một chùm ca ngộ độc cấp. Nghi do cái câu hỏi đặt ra cho chúng tôi đó là một cái độc chất gì mà nó có thể xảy ra rất nhanh sau khi tiếp xúc với sau khi các người bệnh tiếp xúc. Nó chỉ trong vòng 30 phút trở lại ở tất cả các bệnh nhân là bắt đầu biểu hiện lâm sàng rồi.
chúng tôi nghi ngờ nhất là cyanuren. Cái thứ hai là các cái nhóm công thuốc phát, loại nhóm thuốc trừ sâu. Rồi cái chất thứ ba là chúng tôi nghĩ tới là arsenic. Cái chất thứ tư chúng tôi nghĩ tới là strychnine, mà tiền. Và cái thứ năm là cái chất botulinum mà trước đây chúng ta cũng đã từng thấy có những cái vụ ngộ độc như vậy. Theo từ cái thứ tự như vậy thì chúng ta thấy là hầu như những cái chất này là những chất kịch độc, gây ra những cái chết rất nhanh sau khi tiếp xúc. Cái bản chất của các cái chất này nó ở nhiều dạng khác nhau, nhưng mà nó có một cái dạng đặc biệt chung là nó có là các dạng bột cặn không ngọt không mùi. Trải qua 48 giờ lọc máu chia làm 3 đợt, bệnh nhân đã được cai máy thở và hoàn toàn khỏe mạnh. Cũng theo bác sĩ Lê Quốc Hùng, quá trình xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho thấy trong cơ thể bệnh nhân có một loại men giảm phù hợp với tình trạng người bị ngộ độc nhóm thuốc organophosphate. Tuy nhiên, mọi thông tin liên quan đến nhóm chất ngộ độc sẽ do cơ quan chức năng công bố khi có kết quả xét nghiệm mẫu sữa trước đó. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện. Được biết, chi phí điều trị của bệnh nhân được hỗ trợ toàn bộ. Những ngày qua, mực nước ở các sông kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh lên nhanh theo đỉnh triều cường, khiến một số tuyến đường ở khu vực trũng thấp ven sông bị ngập, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, đồng thời ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt của người dân. Theo số liệu của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai lên chậm theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch và duy trì ở mức cao. Càng về chiều tối, nước càng dâng cao, điển hình ở các khu vực trũng thấp như đường Trần Xuân Soạn, quận 7, khu Thanh Đa, quận Bình Thạnh bị ngập sâu từ 20 đến 40cm, khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Theo dự báo, khu vực Nam Bộ trong 1-2 ngày tới, mực nước đỉnh triều vẫn còn duy trì ở mức cao, có khả năng gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có công văn khẩn yêu cầu các sở ban ngành chức năng, cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó đợt triều cường này. Trong số cá sấu của công viên văn hóa An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang bị sóng chuồng thoát ra bên ngoài, hiện lực lượng chức năng đã bắt được 4 con và tiếp tục tổ chức tìm bắt 4 con cá sấu còn lại. Theo công viên văn hóa An Hòa cho biết, trong 8 con cá sấu sổng chuồng đã có 2 con bị bắt lại ngay khi phát hiện, 6 con đang tìm kiếm thì có 2 con cá sấu đã chết. Cụ thể, một con cá sấu được người dân bắt được ngày 27 tháng 9 và một con mắc vào lưới của người dân và chết ngày 15 tháng 10. Qua tiếp nhận hình ảnh và video người dân cung cấp đã xác nhận thông tin trên. Như vậy, tới hiện tại vẫn còn 4 con cá sấu chưa bắt lại được. Lực lượng chức năng địa phương đã phát quang, dọn cỏ và thả 10 con vịt làm mồi nhử. Mỗi con được gắn lưỡi câu và cột dây vào can nhựa nhỏ. Khi cá sấu ăn mồi, lực lượng ứng trực sẽ ra kích điện để bắt. Thưa quý vị, trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và đưa nhận hối lộ, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 17 bị cáo. 4 bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là Lê Minh Quốc Cường, cựu giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. Các cựu phó trưởng ban, ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Thành Nhân cùng nhận mức án 1 năm 6 tháng tù, Đặng Quang Việt 1 năm tù. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Kiên Cường, cựu chuyên viên phòng chính sách lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương là người nhận hối lộ nhiều nhất với hơn 8,3 tỷ đồng, bị tuyên phạt mức án cao nhất là 16 năm tù. Bị cáo Hoàng Thanh, cựu trưởng phòng quản lý lao động thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, bị tuyên phạt 13 năm tù. Bị cáo Đinh Thái Tuấn, cựu phó trưởng phòng quản lý đầu tư doanh nghiệp lao động thuộc Ban quản lý khu kinh tế Bình Phước, bị tuyên phạt 7 năm tù cũng về tội nhận hối lộ. Còn 10 bị cáo bị truy tố về các tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, đưa hối lộ và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, bị tuyên phạt từ 1 năm đến 12 năm tù giam. Trong đó, Nguyễn Khánh Vân bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì đang nuôi con nhỏ. Kiểm tra cơ sở thẩm mỹ Tươi Spa tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở này đang tiến hành tiêm hoạt chất meso, hoạt chất làm căng bóng da cho khách hàng mà không đảm bảo yêu cầu.
Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện Ngô Thị Hồng Tươi là chủ cơ sở thẩm mỹ đang tiến hành tiêm hoạt chất meso cho một khách hàng. Mặc dù cơ sở kinh doanh của Tươi không đáp ứng được các yêu cầu, nhưng vì lợi ích kinh tế, chủ cơ sở vẫn bất chấp hoạt động trái phép. Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành lập biên bản và chuyển nội dung vụ việc cho Thanh tra Sở Y tế tỉnh Sơn La xử lý theo quy định. Cùng ngày, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Sơn La đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 60 triệu đồng đối với Ngô Thị Hồng Tươi. Hiện nay, Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Thanh tra Sở Y tế Sơn La ra soát và xử lý các cơ sở thẩm mỹ vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Tiền để đáo hạn ngân hàng diễn ra tại nhiều địa phương khi mà nhiều người dân doanh nghiệp gặp khó khăn, không thể tự chuẩn bị nguồn tiền để trả nợ vay đúng hạn. Lợi dụng hoạt động này thì nhiều đối tượng đã tự nhận là trung gian đáo hạn ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, có nạn nhân bị lừa tới số tiền hàng chục tỷ đồng. Vậy thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo như thế nào và người dân cần cảnh giác ra sao để không rơi vào hoàn cảnh tiền mất tật mang? Quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đưa ra thông tin gian dối làm nghề cho vay đáo hạn ngân hàng, Huỳnh Thị Phượng Kiều tìm cách làm quen, tiếp cận với những người có tiền nhàn rỗi, rồi lấy cớ vay tiền của họ để làm dịch vụ đáo hạn cho những khách đến kỳ hạn trả nợ. Tuy nhiên, sau khi vay được của nạn nhân thì người phụ nữ này lại sử dụng chính số tiền đó để trả lãi cho bị hại và các khoản nợ khác. Với phương thức thủ đoạn như trên, Huỳnh Thị Phượng Kiều đã chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền hơn 29 tỷ đồng. Lợi dụng cái lòng tham của những cái người có tiền nhàn rỗi, đánh vào tư tưởng hám lợi, các đối tượng đã đưa ra những cái thông tin gian dối về cần tiền để thực hiện đáo hạn ngân hàng. Sau đó thì huy động vốn của những cái người có tiền nhàn rỗi và dùng cái tiền đó vào những cái mục đích cá nhân cũng như mua sắm và cứ lấy tiền của người sau để trả tiền cho người trước. Và đến một cái mức độ nào đó không có cái khả năng thanh toán nữa thì các đối tượng này đã thông báo vỡ nợ cũng như là bỏ trốn. Thủ đoạn chung của các đối tượng lấy mác trung gian đáo hạn ngân hàng là khoe khoang có người thân làm ở ngân hàng hay quen biết nhiều người cần vay đáo hạn ngân hàng. Với lời hứa, sau khi đáo hạn ngân hàng xong, người trung gian sẽ trả cả gốc lẫn lãi cao cho người đưa tiền cho họ. Thường những lần đầu phối hợp làm ăn, người bỏ tiền cho mượn sẽ được kẻ trung gian trả lại cả tiền gốc lẫn lãi rất nhanh và hậu hĩnh. Đáng chú ý, không ít vụ lừa đảo có sự tham gia của một số đối tượng, trước đây là nhân viên ngân hàng. Các đối tượng huy động vốn này đã sử dụng các hợp đồng kinh tế khống cũng như là đưa ra những cái thông tin gian dối về cần tiền để đáo hạn ngân hàng. Nhưng thực chất thì các đối tượng này không có các khoản vay để đáo hạn ngân hàng mà đưa ra các thông tin đó đánh vào lòng tham của người có tiền nhàn rỗi bằng cái việc là cho các đối tượng vay thì có cái mức lãi suất cao hơn rất là nhiều so với lãi suất của ngân hàng. Nhằm có thể kéo dài hoặc gia hạn thêm thời gian vay tại ngân hàng. Vì vậy, nhiều người buộc phải tìm kiếm nguồn tiền khác để trả. Cũng từ đó, dịch vụ trung gian đáo hạn ngân hàng xuất hiện. Cái thời gian đáo hạn đấy rất ngắn, nên thường thường những người cho vay thì với lãi suất rất cao. Đấy, như vậy thì cái người cho vay đấy sẽ có thể sẽ bị vi phạm về cái tội cho vay lãi nặng. Còn cái trường hợp đối với cả người vay, nói rằng tôi vay để đáo hạn ngân hàng, tuy nhiên không có cái sự việc đáo hạn ngân hàng, mà cái người vay đấy sử dụng cái tiền vay vào mục đích khác, có hành vi gian dối ngay từ đầu, thì đấy là cấu thành của cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự. Cơ quan chức năng khuyến cáo để tránh rủi ro, người cho vay cần tuân thủ pháp luật về cho vay, tuân thủ quy định về lãi suất, đồng thời tìm hiểu kỹ người vay có thực sự có khoản vay đến hạn hay không. Nếu có người đặt vấn đề vay tiền để đáo hạn ngân hàng thì người cho vay phải thẩm định kỹ, xác minh bằng nhiều kênh thông tin khác nhau. Bản tin tiếp tục với một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến về giải quyết vướng mắc trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, phục vụ thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo báo cáo, thì khó khăn vướng mắc lớn nhất trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường là công tác chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng.
Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, hướng dẫn các địa phương liên quan thực hiện công tác chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi quy định, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc bất cập, hoàn thành trong tháng 10 này. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương đang tập trung triển khai gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng, hiện đã có 20 tỉnh công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay với nhu cầu vay vốn là gần 26.000 tỷ đồng. Trong số 52 dự án có 49 dự án nhà ở xã hội với nhu cầu vay khoảng hơn 24.600 tỷ đồng và 3 dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ với nhu cầu vay khoảng 1.200 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có một số dự án nhà ở xã hội tại các địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 83 tỷ đồng trên tổng số 1.095 tỷ đồng đã ký kết hợp đồng vay vốn. Nhờ các chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đến nay cả nước đã hoàn thành 312 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 158.000 căn. Cả nước đang tiếp tục triển khai 418 dự án với quy mô xây dựng khoảng hơn 432.000 căn. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, đến giữa tháng 10 vừa qua, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt xấp xỉ 523 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 10, xuất khẩu cả nước đạt 14,2 tỷ đô la Mỹ. Trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu tháng 10. Dẫn đầu là điện thoại và linh kiện với 2,55 tỷ, qua đó nâng kim ngạch từ đầu năm đến ngày 15 tháng 10 đạt gần 41,5 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, dệt may. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 10 đạt hơn 12,8 tỷ đô la Mỹ, qua đó nâng tổng kim ngạch từ đầu năm đến ngày 15 tháng 10 lên hơn 250 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 40 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 10 đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước từ đầu năm đến ngày 15 tháng 10 đạt xấp xỉ 523 tỷ đô la Mỹ, cán cân thương mại đạt thặng dư hơn 22,5 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, tỉnh Cao Bằng sở hữu tài nguyên phong phú riêng có với hơn 200 di tích, trong đó có 98 di tích được xếp hạng 2 bảo vật quốc gia, 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và UNESCO thì công nhận 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bên cạnh đó, được thiên nhiên ưu ái, tỉnh Cao Bằng cũng có những thắng cảnh đắm say lòng người. Với những điều kiện thuận lợi, tiềm năng to lớn, Cao Bằng là nơi hội tụ những yếu tố đặc trưng, thế mạnh để phát triển du lịch bền vững. Ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân. Thác Bản Dốc, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Cao Bằng, hôm nay đã đón hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở đây. Sau khi vượt gần 400 km từ Hà Nội, nhóm đoàn của chị Nhung với hơn 40 du khách đã rất háo hức khi được đặt chân đến mảnh đất này. Du lịch Thác Bản Dốc thì nó rất là đẹp hùng vĩ và cũng là thể hiện cái di tích lịch sử về nơi Bác Hồ đã đến nơi đây và đã công tác và xây dựng lên cái nơi để làm cái khu di tích để đồng bào đến tham quan và thưởng ngoạn những cái vẻ đẹp hùng vĩ ở đây. Chắc chắn ạ, đoàn sẽ đến lần thứ nhất, lần hai và lần rất là nhiều lần đó. Không chỉ có Thác Bản Dốc, động Nghiền Ngào cũng là một trong những danh thắng nổi tiếng của Cao Bằng. Mỗi ngày có hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi đến đây. Với 45.000 đồng một vé một người, chắc chắn du khách sẽ cảm thấy thực sự thoải mái khi lựa chọn địa điểm này để du lịch. Quang cảnh đây rất đẹp. Đoàn chúng tôi thì cả đoàn thì đều có cái cảm nghĩ là kể cả về cái phong thái, cái du lịch, cái con người, rồi là cái quang cảnh ở đây thì là tuyệt vời. Xác định du lịch là một trong 6 chương trình trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, Cao Bằng định hình cơ bản phát triển du lịch với các giá trị đặc trưng, đưa du lịch trở thành ngành quan trọng trong cơ cấu kinh tế với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Về phía tỉnh Cao Bằng, chúng tôi cũng đã có những cái chương trình, kế hoạch và những cái nội dung để kích cầu du lịch trên địa bàn của tỉnh. Trong đó là trọng tâm vào tiếp tục nâng cấp
và tập trung vào việc nâng cấp cũng như là tạo nên nhiều cái sản phẩm du lịch đặc trưng mới riêng biệt của tỉnh Cao Bằng, tạo ra được cái sức cạnh tranh trong các khu vực trên, tạo ra cái sức cạnh tranh trong khu vực vùng Đông Bắc để cho các bạn bè du khách trong nước cũng như là bạn bè quốc tế thấy rằng Cao Bằng có nhiều cái điểm khác biệt mà các du khách đều mong muốn hướng đến. Được biết, Cao Bằng đang tiến hành đầu tư, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa hoạt động đầu tư, bảo vệ, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh, đồng thời bảo tồn và phát triển các lễ hội, các hoạt động văn hóa dân gian, các làng nghề truyền thống. Đây chính là chìa khóa để du lịch Cao Bằng phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển trong giai đoạn hiện nay.